Thành Đô và Nguyệt Quế kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn truyền hình Vĩnh Long để cập nhật tin tức đầu ngày mới. Chúc quý vị và các bạn có một tuần làm việc hiệu quả. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình sáng nay, ngày 11 tháng 12. Cầu sông Ông Đốc, công trình vượt cửa biển đầu tiên của tỉnh Cà Mau đã được thông xe. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tham dự buổi lễ. Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang năm 2023 do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với tỉnh Hậu Giang tổ chức sẽ khai mạc vào hôm nay. Trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023. Ngành dệt may nỗ lực tìm kiếm đơn hàng dịp cuối năm. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau vào chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Cà Mau cần nhận diện các thế mạnh của tỉnh, từ đó có giải pháp khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh, cơ hội nổi trội để phát triển nhanh và bền vững. Thủ tướng đề nghị Cà Mau tiếp tục tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản, nhất là sản xuất và chế biến tôm. Về năng lượng, tỉnh tiếp tục phát triển cụm dự án khí điện đạm Cà Mau, bên cạnh đó khai thác tiềm năng điện gió, điện mặt trời, năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, Cà Mau cần khai thác thương hiệu đất mũi cực nam của Tổ quốc, từ đó phát triển du lịch. Vấn đề phát triển sắp tới như thế nào? Chúng ta có mấy cái thế mạnh trong cái quy hoạch. Cái thế mạnh thứ nhất là cái phát triển nông nghiệp, cụ thể là cái ngành cái con tôm này. Cái thứ hai là cái du lịch, và cái thứ ba là cái năng lượng. Ba cái thế mạnh này chúng ta phải nhận diện nó ra. Chúng ta phải có cái tư tưởng đột phá để phát triển những cái thế mạnh này. Thủ tướng nêu rõ, Cà Mau cần tập trung thực hiện đột phá về hạ tầng giao thông, nhất là đường bộ, đường thủy nội địa, hàng không, đường biển. Về việc nâng cấp cải tạo sân bay Cà Mau, Thủ tướng chỉ đạo chậm nhất trong quý 1 năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành các công việc liên quan, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV chủ trì thu xếp nguồn vốn cho dự án. Về đường bộ, Thủ tướng nêu rõ trong nhiệm kỳ này phải thông tuyến đường bộ cao tốc từ Bắc vào Nam tới Cà Mau và sẽ tiếp tục triển khai xây dựng cao tốc tới tận đất mũi. Sau gần 2 năm triển khai thi công, cầu bắc qua cửa biển sông Ông Đốc, cây cầu lớn nhất trên trục kết nối Đông Tây của tỉnh Cà Mau đã chính thức thông xe, đưa vào sử dụng. Dự lễ thông xe có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Cầu Ông Đốc được khởi công xây dựng vào cuối tháng 10 năm 2021, có tổng chiều dài 1,42 km, tổng vốn đầu tư gần 690 tỷ đồng. Công trình được đưa vào sử dụng sẽ kết nối thông suốt trục đường gian biển Tây tỉnh Cà Mau với trục đường Đông Tây của tỉnh. Từ đó, hình thành hệ thống giao thông liên hoàn từ Đông sang Tây và kết nối với đường gian biển của các tỉnh lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại thị trấn Sông Đốc nói riêng và của tỉnh Cà Mau nói chung. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 11 tháng 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp lần thứ 7. Đây là kỳ họp cuối năm, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết về kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2023, thảo luận xây dựng nghị quyết năm 2024 và quyết định rất nhiều nội dung quan trọng khác. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phối hợp chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung và công tác đảm bảo, bên cạnh tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri tại các địa phương để thông tin về nội dung kỳ họp, kết quả giải quyết các kiến nghị yêu cầu của cử tri và ghi nhận ý kiến đóng góp. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh hoàn thành việc họp tổ để thảo luận các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp cơ bản đã hoàn thành, chất lượng các văn bản cơ bản đảm bảo đủ điều kiện trình tại kỳ họp. Công tác chuẩn bị kỳ họp lần này có nhiều đổi mới, tất cả các khâu trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã hoàn tất. Trong khuôn khổ chương trình Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn Kết nối Sản phẩm OCOP Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2023, vừa diễn ra hoạt động tổng kết chương trình Liên kết Hợp tác Phát triển Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành Đồng bằng Sông Cửu Long
với chủ đề nâng tầm liên kết phát triển du lịch. Đây là một trong những chương trình trọng điểm liên kết vùng được sự quan tâm đặc biệt của các địa phương nhằm tạo ra không gian chung để quảng bá, đầu tư, phát triển du lịch, góp phần tạo ra động lực phát triển kinh tế xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tại hội nghị, các tỉnh thành chỉ rõ những khó khăn hạn chế trong thực hiện hoạt động liên kết phát triển du lịch, nhất là việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đầu tư phát triển hạ tầng, sân bay, xây dựng các sản phẩm du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch. Ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển du lịch còn chưa được khai thác một cách đúng mức hiệu quả. Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang năm 2023 được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với tỉnh Hậu Giang tổ chức từ ngày hôm nay 11 đến ngày 15 tháng 12. Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Festival Lúa gạo mang tầm quốc tế tại tỉnh Hậu Giang. Sự kiện được các doanh nghiệp và bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đặt nhiều kỳ vọng. Ngành nông nghiệp nói chung và ngành hàng lúa gạo Việt Nam nói riêng đã tạo dựng hình ảnh, dấu ấn rõ nét và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Cụ thể, Việt Nam đã trở thành một trong những cường quốc trong xuất khẩu lúa gạo trên thế giới. Chất lượng lúa gạo và giá xuất khẩu ngày một nâng lên. Đây là thời điểm phù hợp tổ chức sự kiện Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023. Thông qua hoạt động này nhằm giới thiệu thành tựu của ngành hàng lúa gạo, sự đóng góp của nông dân, nhà khoa học, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp, vai trò quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương. Theo kế hoạch của ban tổ chức, Festival Quốc tế lúa gạo sẽ diễn ra 14 chuỗi sự kiện liên quan, trong đó Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ đứng ra tổ chức 4 buổi hội thảo về ngành hàng lúa gạo mang tầm quốc tế, đồng thời tổ chức trình diễn cơ giới hóa gieo xạ và mô hình nông nghiệp tuần hoàn từ rơm, và điểm nhấn đặc biệt là con đường lúa gạo Việt Nam. Thưa quý vị, lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023 vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nông thôn Ngày Nay tổ chức tối qua. Dự lễ có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Từ gần 2.800 tác phẩm gửi về dự thi của hàng ngàn tác giả từ gần 100 cơ quan báo chí toàn quốc, Ban tổ chức đã chấm và lựa chọn 26 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Các tác phẩm đa dạng về hình thức thể hiện đã góp phần làm thay đổi nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc triển khai xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời thay đổi tư duy của người nông dân thời kỳ mới. Tổng giá trị các giải thưởng lên tới 320 triệu đồng, trong đó giải nhất đã được trao cho loạt bài Trục trặc về chuyển đổi số nông nghiệp của nhóm tác giả thuộc báo Nông thôn Ngày Nay, Điện tử Dân Việt, với phần thưởng trị giá 50 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2023 tới nay, do thiếu hụt đơn hàng dẫn đến nhiều doanh nghiệp dệt may buộc phải cắt giảm nhân sự, ảnh hưởng đến việc làm thu nhập của người lao động. Và để khắc phục tình trạng này, trong những tháng cuối năm, các doanh nghiệp sản xuất may mặc đã có những giải pháp linh hoạt tìm kiếm thị trường và đơn hàng mới nhằm thích ứng với điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay. Công ty này đang tạo công ăn việc làm cho khoảng hơn 1.000 lao động tại địa phương. Ngay từ đầu quý tư đến nay, tín hiệu đơn hàng của ngành dệt may đang dần khởi sắc trở lại. Doanh nghiệp này đã tìm được các đơn hàng từ thị trường Mỹ. Tuy nhiên vẫn phải cạnh tranh cao nên đang chú trọng sản xuất đạt chất lượng cao để cung cấp cho phía đối tác. Dù cái đơn hàng Mỹ thì nó đã có tiến triển trong những tháng này và đã có tiến triển tốt lên. Doanh nghiệp cũng gặp khó khăn. Thứ nhất là phải cạnh tranh về cái mặt hàng, về đơn giá cũng như là cái chất lượng hàng. Cho nên là doanh nghiệp cũng đã đầu tư để tập trung vào cái chất lượng. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp dệt may tại tỉnh Thanh Hóa cũng đã bắt đầu tăng ca sản xuất để đáp ứng tiến độ giao hàng cho các đối tác. Theo đánh giá của các doanh nghiệp, hiện sản lượng đơn hàng thời điểm này vẫn còn thấp so với cùng kỳ. Do đó, các doanh nghiệp đang tập trung tiết giảm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm về mức tốt nhất, cũng tích cực tìm kiếm thêm đơn hàng tại thị trường các nước khác. Tết Nguyên đán nó cũng sắp cận kề đến với mọi nhà, nên là công nhân chúng tôi hy vọng là các ngành dệt may và công ty tạo điều kiện nhiều việc để cho công nhân có một cái việc làm ổn định. Tỉnh Thanh Hóa có gần 300 doanh nghiệp may mặc. Trong thời kỳ kinh tế đang còn nhiều khó khăn, các công ty may mặc đã có nhiều giải pháp để thích ứng trước những thách thức từ thị trường, như không còn phụ thuộc vào các thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, mà bắt đầu chuyển dịch sang Nga và các nước Trung Đông để tìm kiếm đơn hàng. Đơn hàng hiện nay đang quay lại rồi thì chúng tôi sẽ trước mắt là kiếm thêm các cái đơn hàng nó tương đối được tốt hơn, duy trì cái số lao động hiện tại
và sang đầu năm 2024 khi hàng có điều kiện hơn thì chúng tôi sẽ tiếp tiến vào bổ sung vào cái lao động mà chúng tôi đã giảm trong năm 2023. Tình trạng thiếu đơn hàng đã bắt đầu xuất hiện từ khoảng đầu tháng 7 năm 2022. Theo các doanh nghiệp dệt may, kế hoạch sản xuất năm 2023 chỉ đạt khoảng 90%. Vì vậy, trong những tháng cuối năm này, các doanh nghiệp dệt may Thanh Hóa đang đa dạng hóa các sản phẩm, tận dụng tối đa các đơn hàng, kể cả các đơn hàng ngắn và chấp nhận đơn hàng giảm từ 30 đến 40% để bảo đảm duy trì sản xuất và giữ chân người lao động.